Đã 49 năm trôi qua, nhưng ký ức về những trận đánh oanh liệt, không khí của ngày chiến thắng thống nhất đất nước vẫn in đậm trong những người lính đã trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975. Mời quý vị và các bạn, cùng với các cựu chiến binh huyện Khoai Châu, những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu, trở lại với không khí hào hùng ấy. Cựu chiến binh Phan Quang Ngừng ở xã Liên Khê, huyện Khoai Châu, nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, là một trong 60 chiến sĩ được chọn biên chế vào đơn vị đặc biệt tinh nhuệ. Đoàn 126 Binh chủng Hải quân nhập ngũ năm 1972. Sau 3 năm huấn luyện, trung tuần tháng 4 năm 1975, ông cùng các đồng đội được lệnh giải phóng quần đảo Trường Sa. Mấy tuần lênh đênh trên biển, đơn vị của ông mới đến được đảo, tạo bất ngờ cho quân địch. Đánh cái đảo Song Tử Tây, tôi nhớ là buổi chiều khoảng độ 5 giờ thì ra nơi. Tàu phải leo cách đảo khoảng độ 5-7 cây, xong rồi anh em là đi xuồng vào. Nhưng mà sau khi mình bắn B-41 và DKZ vào các cái khu vực ấy thì sau độ khoảng 3 phút thôi là bọn Ngụy đầu hàng. Thế sau đó thì đi xuống đánh đảo Sơn Ca này. Sơn Ca thì đi vào, tôi nhớ vào cái ngày 15, đánh nhau từ 2 giờ. Nó bắn ra, mình bắn vào. Lúc đó là cái mũi của tôi đi có 5 anh em thì hai ông đặc công bị thương luôn. Chúng tôi phải bế công ra xong rồi bới cát san hô để công ở đấy, xong còn 3 anh em vào. Với các cựu binh, những người trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 ở thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử, cứ vào dịp này lại tụ họp để cùng nhau ôn lại kỷ niệm những ngày chiến trường khói lửa. Biết bao kỷ niệm những trận đánh, những chiến công và không khí vui mừng ngày giải phóng lại trở về với các cựu binh. Tuy họ cùng một quê, cùng nhập ngũ, nhưng mỗi người lại chiến đấu ở một trận địa khác nhau và điểm hẹn cuối cùng là trung tâm thành phố Sài Gòn, 30 tháng 4 năm 1975. Đoạn phim tư liệu này là khoảnh khắc lịch sử khi ông Nguyễn Hữu Cử tiến vào dinh độc lập. Dinh độc lập một cái thì anh em nó mừng quá, nó sướng quá, thế là tất cả vào xe tăng thiết giáp, cả một tiểu đoàn cơ mà, hơn 30 chiếc xe ngốc lên trời, bắn hết mỗi xe một hòm đạn 12-7 luôn, nó mừng. Tôi lên thì lên đến tầng 2 một cái thì tôi nhìn thấy cho Văn Minh ngồi đấy rồi. Đó là ông lữ phó của chúng tôi, là ông Bùi Văn Công, người Hà Tĩnh. Ông cũng vào nơi, thế là vào thì là ông bảo thằng Dũng đứng rồi, cho cỏ nó lại. Thế bắt đầu thế là chắc là chuẩn tướng Mẫn của nó đứng lên, nó bảo thôi thưa các ông, là các ông cứ bình tĩnh, tổng thống của chúng tôi và tôi đang ngồi đây sẵn rồi để chờ các ông lên để bàn giao. Vào dinh độc lập, nhưng mà khi vào cổng cái là bị bắn. Chúng tôi tản ra là để tự vệ thôi, bảo vệ lẫn nhau, tức là ở nhà cao tầng thì bên này nhìn sang bên kia đấy, nếu mà thằng nào tức là nó thò đầu ra là mình bắn. Sau đó tức là khoảng 1 giờ chiều là thu quân, bắt đầu phân công ra ở quanh dinh độc lập. Chiến tranh đã lùi xa, các cựu binh này cũng đã rời quân ngũ, nhưng bản lĩnh của người lính, phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ vẫn được những người lính năm xưa phát huy trong cuộc sống đời thường để xây dựng quê hương và làm gương cho thế hệ trẻ.